Rồi cô đã dạy cho các em về một số cái tính từ so sánh hơn rồi đúng không? Rồi thì bài học này cô sẽ giới thiệu cho các em về thì quá khứ đơn với động từ to be. Còn bây giờ thì các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài học với cô nha. Affirmative, ở cái câu khẳng định thì mình sẽ có những cái động từ to be ở dạng quá khứ như thế nào nha. Rồi, đối với chủ ngữ là I thì cô sẽ đi với to be was ha. Còn đối với ở cái dạng negative là dạng phủ định thì mình sẽ có I was not. Và short forms là cái dạng viết tắt các bạn ha, thì mình có thể ghi là I wasn't. Đối với chủ ngữ you thì cô đi với were. You were not ở dạng phủ định ha. Và dạng viết tắt là you weren't. Ok. He was. He was not. He wasn't. She was. She was not. She wasn't. It was. It was not. It wasn't. We were. We were not. We weren't. You were. You were not. Và you weren't. They were. They were not. Và they weren't. Rồi, vậy thì mình sẽ thống kê lại ha. Đối với chữ I và chữ you ở trên đây là chủ ngữ một người là tôi nè và bạn. À, ở đây cô có you này thì các bạn sẽ dịch là bạn, tức là một người bạn mà thôi nha. Thì cô sẽ I thì cô sẽ đi với was nè. You thì đi với were. He, she, it thì cô sẽ đi với was. We, you, they cô đi với were. Tương tự như vậy thì câu phủ định cô sẽ có was not đi với I ha. You thì đi với were not. He, she, it thì đi với was not. We, you, they đi với were not. Rồi, mình có dạng viết tắt cũng vậy luôn ha. I thì là wasn't. You thì là weren't. He, she và it thì là wasn't. Và we, you, they sẽ là weren't. Rồi, mình vừa học về những cái to be ở quá khứ. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về to be ở quá khứ thì mình sẽ có những cái cách sử dụng như thế nào nha. We use the past simple of be with adjectives to describe feelings in the past. À, chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn của động từ be với những cái tính từ mô tả cái cảm xúc ở trong quá khứ nha. Vậy thì cô nói là cô đã cảm thấy rất là mệt đúng không? Thì cô sẽ nói là I was tired. I was tired. Rồi, anh ấy đã rất là bận rộn đi ha. He was busy. He was busy. Rồi, tiếp theo mình có là họ đã không có tức giận ha. They weren't angry. They weren't angry. Ok. Tiếp theo, we also use the past simple of be to identify someone or something in the past. À. Rồi, chúng ta cũng sử dụng thì quá khứ đơn với động từ be để mà xác định ai đó hoặc là cái điều gì đó ở trong quá khứ. Vậy thì cô có câu ví dụ như sau. Terry and Steven were policemen. Terry and Steven were policemen. Ha. Terry và Steven đã từng là những người cảnh sát các bạn ha. Rồi, Anna was a doctor. Anna was a doctor. Anna đã từng là bác sĩ. Rồi, tiếp theo, we use the past simple of be with a place to describe where something happened. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn với động từ be nè. Với một cái nơi nào đó để mà mình mô tả cái điều gì đó đã xảy ra ở đâu ha. Cô có câu ví dụ. Ollie was at school.
only was at school ha. Bạn only này đã từng đi đến trường ha. Rồi grandma and grandpa were in the shop. Grandma and grandpa were in the shop. Bà và ông thì đã ở cửa hàng. Rồi bây giờ các bạn cùng với cô đọc cái câu ở trên nha. Yesterday, Molly was at school. Yesterday, Molly was at school. Rồi ở đây mình có là gì? Vào ngày hôm qua, bạn Molly ở trường ha. Bạn Molly đã ở trường nè. Charlie wasn't at school yesterday. Charlie wasn't at school yesterday. Charlie thì không có ở trường vào ngày hôm qua. Rồi cùng cô đi đến bài tập số 4 các bạn nha. Circle the correct past simple form of be. Bài này đề bài yêu cầu là mình sẽ khoanh tròn vào cái dạng đúng của động từ be nha. Rồi các bạn nhìn vào câu ví dụ number 1 của cô nè. Mom and dad. Người ta cho chữ were và chữ was. Sau đó là tired. Rồi vậy thì các bạn nhìn nè. Mom and dad là mấy người các bạn? Hai người phải không nào? Đúng rồi. Vậy thì ở đây cô sẽ chọn to be were. Cô có mom and dad were tired. Mẹ và ba thì đã bị cảm thấy mệt đó ha. Rồi vậy thì những câu còn lại các bạn sẽ khoanh dạng đúng của động từ to be ở thì quá khứ đơn cho cô nha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi mình cùng sửa bài tập với cô nha. Number 2, Alex was at school. Number 3, Jim was a doctor in the play. Rồi câu này sẽ là Jim đã là một bác sĩ trong cái vở kịch. Ở đây chữ play mang nghĩa là vở kịch nha. Number 4, Ted and Ollie were busy. Number 5, it was windy yesterday. Number 6, Louise and Helen were happy. Rồi tiếp đến là bài tập số 5 các bạn nha. Look at the picture on page 6. Complete the sentences. Ở bài tập số 5 thì đề bài yêu cầu là các bạn sẽ nhìn lại cái bức tranh ở trang số 6. Rồi mình sẽ hoàn thành cái câu ở dưới đây. Rồi các bạn nhìn vào câu ví dụ cho cô nha. Charlie ill. Charlie bị bệnh ha. Vậy thì ở đây mình sẽ nhìn lên cái bức hình này, bức tranh này rồi mình thấy bạn Charlie bị bệnh không? Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ điền động từ to be ở thì quá khứ đơn là was. Bởi vì ở đây cô có Charlie là một người mà thôi ha. Rồi, Charlie was ill là Charlie bị bệnh. Rồi, vậy thì những cái chỗ trống ở dưới đây các bạn sẽ làm cho cô và cô sẽ cho các bạn 10 giây nha. Rồi, đã hết giờ rồi. Cùng cô sửa bài tập các bạn nha. Number 2, Mom, Charlie, Harry and Grandma were in the living room. Number 3, Harry was a doctor. Number 4, Grandma was tired. Number 5, Dad was at work. Number 6, Grandpa was in the garden. Number 7, Molly was at school. Rồi tiếp theo mình cùng với cô làm bài tập số 6 nha. Make the sentences negative. Rồi đề bài yêu cầu là mình sẽ viết lại những cái câu mà ở cái dạng phủ định các bạn nha. Ở bên đây đề bài cho mình là những cái câu khẳng định. Bây giờ mình sẽ viết lại ở cái dạng phủ định.
ha. Khẳng định thì mình có was hoặc là were, đúng không? Còn phủ định thì mình là wasn't hoặc là weren't. Các bạn nhớ không? Rồi, vậy thì nhìn vào cái câu ví dụ number one giùm cô nè. Jamie was angry. Ở đây, Jamie was angry là câu khẳng định, đúng không? Vậy thì mình sẽ đưa cái chữ was này về dạng phủ định là wasn't ha. Thì mình sẽ có câu Jamie wasn't angry. Jamie thì đã không có tức giận ha. Rồi, những câu còn lại các bạn làm cho cô và cô sẽ cho các bạn 10 giây nè. Rồi, các bạn làm xong chưa nào? Cùng cô sửa bài tập nha. Number 2. Jenny wasn't in the play. Number 3. Jack and Jess weren't happy. Number 4. Keith and Kate weren't busy. Number 5. Anna wasn't in the kitchen. Number 6. George wasn't a policeman. Number 7. Heidi wasn't tall. Rồi, cùng cô vào bài tập số 7 kìa. Write the sentences using words or were and a comparative adjective. Rồi, đề bài yêu cầu là các bạn hãy viết lại những cái câu này và sử dụng to be words hoặc là were, kèm theo đó là tính từ so sánh hơn. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô câu ví dụ nha. Number 1. Jess fast check. Ở đây đề bài người ta cho mình một số cái từ rồi nhưng mà nó vẫn còn thiếu. Bây giờ các bạn ghi thêm những cái từ thiếu vào để hoàn thành cái câu đó nha. Rồi, cô có Jess là một người thì cô sẽ đi với to be was. Tính từ so sánh hơn thì cô sẽ có faster than Jack ha. Jess was faster than Jack. Thì bạn Jess này nhanh hơn là bạn Jack. Rồi, ok, những câu còn lại thì các bạn sẽ làm cho cô nha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Rồi, cùng cô sửa đáp án nha. Number 2. Jenny and George were younger than Keith. Number 3. George was taller than Anna. Number 4. George and Anna were older than Jenny and Jess. Number 5. Mom and Dad were slower than the children. Number 6. Mom was shorter than Dad. Number 7. Grandpa was bigger than Charlie. Number 8. Ginny and Holly were younger than Cynthia. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong unit starter rồi. Rồi các bạn ơi, trong bài học này thì cô đã cung cấp cho các bạn về một số cái tính từ so sánh hơn, kèm theo đó là thì quá khứ đơn với động từ to be, đúng không nè. Rồi, cô rất là cảm ơn sự cố gắng của các bạn trong quá trình học cũng như làm bài tập với cô nha. Rồi, các bạn ơi, khi mình có thắc mắc á, thì mình cứ việc liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin trên màn hình này. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Goodbye!